Ở phía ngược lại, để cùng chờ xem bên phía của SE sẽ xử lý như thế nào.
Gì khó có em lo hả bà? Hỏi là cảm nhận như thế nào về hả đánh giải trên sân khấu? Em cảm nhận như thế nào về đánh giải trên sân khấu vậy bơ? Em cảm nhận là kiểu lúc đầu lên thì người có hơi nồng nóng, tay hơi run run, nhưng mà game 2 là đỡ rồi, game 2 bình thường rồi. Mình cảm giác của em lúc làm sao? Thích hơn hay là sao? Thích hơn là làm thích hơn đánh nhạc. Muốn thể hiện nhiều hơn không? Muốn BK không? Muốn BK, BK đúng là sao? BK như thế nào? BK phải có cái gì? Đúng rồi, cái đó gọi là BK phải có mục đích, chứ không phải là cấm em BK ba này. Ok. Mình nói xong rồi mình sẽ đi về rồi thì có gì thứ ba mình sẽ review lại trận này. Tất cả trận đấu mình thi đấu đều qua ngày hôm sau mình sẽ review lại. Được chưa? Là cái đầu tiên. Cái thứ hai thì hôm nay á, là ngày thi đấu đầu tiên, mình có những cái trục trặc ở trên sân khấu về cái mặt mà xử lý tình huống, cũng như là mình đánh trận đầu tiên thì có những cái mình chắc chắn quá, có những cái thì mình hơi máu quá này nọ các thứ. Thì trong giai đoạn sắp tới thì cái hành trình của mình là cần là gì? Cần hoàn thiện và phát triển bản thân qua mọi trận đấu, có thắng, có thua, có lật kèo, có bị lật kèo. Quan trọng chúng ta phải hướng đến là cái mục tiêu cuối cùng là gì? Được chưa? Những cái sự kiện, những cái việc mà nó xảy ra ở tại chỗ sân khấu, nó là một thứ gom góp vào để chúng ta dẫn đến chiến thắng cuối cùng. Được chưa? Mọi người phải hiểu cái chuyện đó, được chưa? Hiểu không? SE